Xuyên không làm người bình thường mạnh nhất thế giới tu tiên. Tập 7. Quỳ lúc này người tu tiên ở trong phạm vi trăm dặm đều có thể hóa hình, lần lượt chạy tới. Đó là hướng nhà của Lý công tử. Con cũng đã nhìn thấy tiền lôi vừa rồi rồi phải không? Dạ, yêu quái này từ bỏ tu vi nghìn năm để hóa hình, rốt cuộc là mục đích gì? Phải biết yêu đàn của nó vô cùng trân quý, nhất định sẽ thu hút vô số người tranh cướp. Nếu nháo quá dữ, làm phiền tới Lý công tử nghi ngờ thì phải làm sao đây? Nếu như bị quậy tới mức ngủ không ngon, hại sức khỏe, vậy không phải chỉ tồi tệ lắm hay sao chứ? Nè nè, con là đang quan tâm điều này ư? Tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra, Phổ Hoàng. Từ khi hai người có từ sự tích của cao nhân cho ta, ta cảm thấy cao nhân chọn ở Càn Long tiên triều ta nghi ngờ. Đây là điều vinh hạnh của tiên triều chúng ta. Nếu bị người khác vào phạm thì chính là chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Nếu như bởi vì người khác làm phiền mà rời đi, vậy tổn thất quá lớn rồi đó. Đúng thế Phụ Hoàng. Thì Vũ, chúng ta xuất phát. Dạ Phụ Hoàng. Nếu ai quấy rầy sự yên tĩnh của cao nhân thì chúng ta thay cao nhân giải quyết tại chỗ. À, có điều Bạch lão đầu à, chúng ta như nhau rồi. Chỉ là người mới đột phá từ đến chỗ Lý công tử làm bảo vệ cạnh cửa, trông rất thảnh thơi. Ta đương nhiên không muốn độc chiếm cơ duyên, chỉ là đơn thuần lo lắng cao nhân bị rồi bỏ quấy rối sự tinh tu mà thôi. Đồng quan điểm quả thực là có hơi ồn ào. Vậy không bằng chúng ta so thử xem ai đuổi được nhiều ruồi bọ hơn. Wow, đúng là thần tiên đánh nhau. Triệu lao đầu à, chúc mừng ngươi đã đột phá tới sức khiếu, lần này lợi thành là bất tử rồi. May mà có rau cái của cao nhân. Ôi, cô mạng còn kích từ đâu ra vậy? Bên phía mẹ, ôi cô yên tâm đi, chỗ này của ta rất là yên tĩnh, rất là an toàn. Ý, à, chuyện gì vậy? Động đất ư? À, không có gì, có lẽ là giám sát vừa rồi, chắc còn chưa hết. Chỗ này của ta rất là yên tĩnh, rất là an toàn. Như vậy sao? Nghe thưa công tử, có bị thương rất nặng, nguy hiểm tới tính mạng rồi đó. Ta chữa trị thay cho cô được không? Nghe thưa công tử, cô cần phải nghỉ ngơi một phen, nếu như không có chỗ nào để đi thì có ở tại tạm chỗ ta trước như thế nào? Nghe theo công tử. Thế cô tên là gì? Nếu nghe theo công tử. Vội cái lừa, cái này không thể nghe theo ta được, cô có quên tên sao? Không, không thể sao? Lý nào? Cô ấy lên tỷ nữ của nhà giàu, sinh ra đã không có nhân quyền, chịu khổ nạn. Ôi, chịu ngay cả tên cũng không có, thật là ổ nạn. Không giới gì mà trốn thoát, không có nhà để về, còn bị đánh ra tổng thương như thế này nữa. Ôi, quá đáng thương rồi, tự biên tự diễn. Vậy thì mình hôm nay chỉ có cô ấy, hay không phải là lấy ân nhân cứu mạng của cô ấy rồi sao? Giờ thấy sự phát triển của kịch bản thì nếu như mình đợi tốt vì cô ấy có thể lấy thân báo đáp mình, chúng ta có thể sống chung cùng nhau một cách hiển nhiên rồi. Nè, đừng có sợ, bất luận cô trước đây từng chịu khổ thế nào thì tất cả đều đã qua rồi, từ nay về sau ta sẽ chăm sóc cho cô. Nếu như cô không có tên thì ta có thể gọi cô là Đắc Kỷ có được không? Đắc Kỷ. Công tử đặt tên cho mình. Nghe ta công tử. À, công tử ta thật ra vậy ta đi đun nước thuốc đây. What? Ôi ấy da mẹ ơi, trước giờ chưa có cô nam quá nữ nào ở chung một phòng, con nói chuyện ở gần như vậy đó chứ. Ôi mình căng thẳng chết đi được, nhưng sự thật thiện của mình nhất định có thể truyền lại cho cô ấy. Thôi ta bỏ đi, đun nước thôi. Đắc Kỷ.
Nếu không có ngươi trợ giúp dựa vào hai lão đầu chúng ta, thì muốn ngăn chặn cái đám người đầu tiên kia thật là không dễ gì. Hai vị tiền bối khách sáo rồi. Ở trong chuyện này thì quan hệ lợi hại ở bên trong chúng ta đều giống như nhau. Ba người chúng ta liền thủ, cái lũ tập nhang dưới sức khiêu nhất định không tới gần được Lý Công Tử. À, Lâm tỷ tỷ, các người đang nói ai là lũ tập nham cơ? Hả? Thánh là thánh hoàng, quỳ thánh hoàng đích thần tới rồi. 19